Vâng, các bác đang nhìn thấy chiếc BNC này có đẹp không? BNC quá đẹp luôn. Em đưa và thật sự thì em là người buôn xe, mà nếu như mà người bán mà không bảo không nói đây là chiếc xe đạp làm tem lại, tức là sơn tem lại, thì em thật sự em cũng không nhận được qua ảnh, phải tận mắt chứng kiến thì em mới nhận được đó. Và xin chia buồn với các bác, đó là đây là chiếc xe sơn lại toàn bộ và làm tem BNC. Vâng, rất đẹp phải không ạ? Kỹ xảo, gọi là cái công nghệ làm tem bây giờ thì nó đạt đến gọi là trình độ gọi là thượng thừa rồi, thượng thừa luôn rồi. Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, và tiếp tục trong cái chuỗi video cập nhật kinh nghiệm chơi xe cho các bác mới chơi xe, chỉ dành cho các bác mới chơi xe, thì em lại tiếp tục làm video. Hôm nay em sẽ làm video về về vấn đề phân biệt là các loại xe mà nhái tem thương hiệu của các cái xe nổi tiếng như là BNC và Trek. Và bây giờ em sẽ đưa các cái ví dụ cụ thể để cho các bác nắm được trong video này. Tiếp tục em lại lấy được một cái bài bán xe ở chợ tốt. Đây là chiếc Trek. Thì theo như người quảng cáo bán là xe này không mua thì mua xe nào, giá là 11 triệu 500. Xe đã làm mới lại, anh em về cứ xài không cần làm gì hết. Vâng, như các bác biết thì đây là thương hiệu Trek. Hiệu này thì hiệu trên xe thì thể hiện là hiệu Trek, nhưng mà theo em thì đây không phải là chiếc xe Trek. Lý do tại sao, và thứ nhất là với cái giá 11 triệu 500 thì theo em là cái xe này là hơi cao. Thì tại sao, thứ nhất này, cái vấn đề là cái này là xe này là khung nhôm này, các bác có thể nhìn thấy khung nhôm này, mối hàn này đấy. Thì vấn đề khung nhôm, mà khung nhôm mà dạng to như này thì nó cũng không phải là đắt tiền các bác nhé. Nó nếu như mà khung nhôm bình thường hiệu Trek thì, mà Trek thì không có con này, em khẳng định như thế. Tại sao lại không biết là không có con này thì em sẽ nói về phần cuối video. Thứ hai là tất cả những cái tem như này là đều là do cắt đề can phản quang và dán lên, kể cả chữ Trek này phản quang cũng dán lên luôn. Thế theo nhận định của em thì đây không phải là chiếc xe Trek, và với cái xe chiếc xe mà không phải là Trek, đồ FSA, đùi rỗng FSA, đồ đề Tiagra đúng không ạ, khung nhôm vành nhôm cao bản, gạt đĩa Tiagra vành nhôm cao bản Tiagra, thì con xe này bán với giá 11 triệu 500 là đắt đấy, bởi vì nó là khung nhôm, khung carbon, khung carbon gọi là fake fake hay là carbon mà lâu lem ấy, tức là carbon mà không có thương hiệu dán tem thì bán cái giá đấy thì còn được, chứ còn khung nhôm thì là đắt. Và cái thứ hai là nhiều bác nhầm lẫn đây là chiếc xe Trek, nhưng đây không phải đâu nhá, đây là chỉ là xe dán đề can thôi, người ta cắt ra các cái đề can phản quang người ta dán lên đấy. Cái cặp vành này thì cũng hoàn toàn là rất là rẻ tiền. Tại sao em lại biết như vậy? Thì đây, các bác có thể nhìn thấy đây là một chiếc xe Nhật bãi, tức là Nhật đã thải ra, vứt ra bãi và đi sang Campuchia. Và đây là một cái người bán rất là nhiều xe đạp bên Campuchia ở trên Facebook, em có biết. Thì đây chính là cái vành của chiếc xe Trek mà người ta đang bán ở trên chợ tốt đây. Người ta sơn lại. Đó, người ta sơn lại và người ta dán tem Trek lên, chứ không có gì cả. Cái vành này nó hoàn toàn là không có đắt tiền. Nếu mà đây một cái đôi vành này mà nó mà là các vành carbon mà nó cao bản như thế này ấy, thì riêng cái đôi vành này nó không bao giờ dưới 20 triệu. Đấy, chứ không phải cả cái xe mà có 11 triệu 500. Còn nếu mà cái khung này ấy, nó mà là khung nhôm thôi, của Trek thôi, thì với cái vành này thì không bao giờ có giá đấy. Tóm lại là không bao giờ cái xe Trek mà có cái giá này mà lại là xịn cả các bác nhá. Đấy, nếu như xe này mà khung nhôm, vành nhôm, nói thẳng là vành nhôm đẻo, nó sơn đen vào đấy, dán đề can thì quá đắt. Và có thể là người bán như đây, như người bán này thì không nói là dán đề can. Thế còn một người bán khác đây, như cái người bác anh bán này là rất là uy tín đây, là các bác cũng biết nhiều ở trên YouTube rồi. Đó là xe đạp Rad An Design, sơn lên tem BNC, xe xe nội địa Nhật. Tức là gì? Xe này là xe nội địa Nhật, đã sử dụng tại Nhật,
Đấy, gọi là bã nhật đấy, khung nhôm càng nhôm size 50 và đã sơn lên tem BNC bánh Shimano BR700. Giá bán thì không công khai thì em không biết là có đắt hay rẻ, nhưng mà thật sự với các bác là em là người thợ mà buôn xe mà em nhìn thấy các chiếc xe mà lên tem như này thì thực sự là em cũng không thể nhận nổi. Nếu như mà chỉ nhìn ảnh, còn nhìn ngoài mắt thường thì em sẽ phân biệt được. Đấy. Sẽ phân biệt được. Thế còn nhìn ảnh thì em không thể phân biệt được là đây là BNC làm tem. Đó. Vành thì vành xịn rồi. Cùng phanh thì cùng phanh bình bình thôi. Cọc yên Bontrager rồi, đè Shimano 2300 rồi, ok. Nhưng mà thật sự thì tem thì không thể nhận được luôn. Và đây là một người bán có uy tín thì họ mới nói, anh ấy mới nói rằng là đã lên tem đấy, là thể hiện là một người có uy tín, gọi là gần như là chỉ đảm bảo cái tính mỹ thuật của người chơi thôi, chứ còn anh ấy nói rõ là cái gì lên tem, cái gì không lên tem. Và nếu như mà em có bán một cái chiếc xe dán đề can hay cái dán lên tem thì em cũng sẽ nói, chứ không bao giờ em không nói như cái người này, như cái người ở chợ tốt này này. Đấy, là cái gì, xe người ta mặc định là cái xe khách hàng sẽ hiểu là xe check, nhưng thực ra đây không phải xe check, xe này là xe dán đề can. Còn đây là công nghệ kinh hơn, là công nghệ gọi là sơn tem dán của sơn thì cũng vẫn phân biệt được, nhưng cách phân biệt sao như thế nào thì em sẽ nói ở cuối video. Đấy, thì cái con xe check này nó sẽ lấy ở cái vành như kiểu những cái xe rất rẻ rẻ tiền này. Cái xe này nó bán ở Campuchia, bán buôn nó chỉ còn tầm hơn 1 triệu một chiếc thôi, và lấy cái vành sơn đen lên. Thế còn cái khung nhôm này, nói thật sự là con này mà không dán đề can ấy thì cùng lắm mấy cái đồ này ráp ráp vào ấy chỉ khoảng tầm 7 triệu mua được. Đó. Đây, tiếp tục em cho các bác xem một một vài cái xe em phỏng đoán thôi nhé, qua ảnh, còn còn ngoài đời thật thì em nhìn bằng mắt thường thì em sẽ có thể phân biệt được là sơn tem đây. Đấy. Các bác biết tại sao mà đợt này thị trường khoảng vài năm nay ở thị trường Việt Nam là rất nhiều BNC bãi không ạ? Rất nhiều BNC bãi ở mà nhiều nhất ở vùng phía Nam, vùng miền Nam, Campuchia hay gì đó. Các bác biết tại sao không ạ? Bởi vì là do có cầu thì có cung thôi. Cái dòng BNC do cái dòng BNC ấy ở Việt Nam, và cái dòng check ấy, check và BNC ấy, là do người chơi, những người chơi đồn nhau cho nên là rất là chuộng, mà hàng bãi thì làm gì có BNC mới check nhiều mà đẹp, đúng không ạ? Thì bắt buộc là có cung thì phải có cầu, cho nên là rất nhiều cái người sơn giỏi ở miền Nam người ta đã tạo ra những cái chiếc công nghệ gọi là làm tem như vậy. Đây, ngay đơn giản như cái hai con BNC này, các bác nhìn nhá, cái tem này nếu như cùng một model, cái tem này nhà máy người ta dán rất chuẩn. Đây là cái tem, cái đầu của tem là đúng ở vành này, con thứ hai này, cái đầu của tem lại thụt so với vành, mà cùng vành 700C, tức là kích cỡ bằng nhau, mà cái này người tem thì người ta lại dán lùi ra một tí, đúng không ạ? Con màu xám tiếp đến con màu xanh thì tem lại giật lên vành một tí. Các bác đã thấy sự khác biệt chưa? Đó, đây tem màu trắng giật lùi xuống vành một tí, tem màu xanh giật lùi lên trên vành một tí. Đấy, thì hai con này em cũng nghi nghi là hai con làm tem lại, còn nhìn mắt thường thì rất dễ phân biệt. Đây. Đấy, riêng chỉ nhìn riêng cái tem này thôi, có hai con đây đều BNC cả. Úi giời, BNC giờ em nói thật với các bác là BNC với check nhá, các bác cần nhá, nhiều như lợn con. Đấy, cho nên là nguyên nhân ở cái vấn đề này là người dùng không hiểu biết, thứ nhất là cứ mặc định là xe Nhật bãi là tốt, thứ hai là cứ BNC mà check mà mua cho tôi, cho nên là người dùng chấp nhận mua với giá cao mà lại không biết là đây là có phải xe làm lại tem hay không, cho nên là em làm video này để cập nhật kiến thức chơi cho các bác. Đó. Còn đây là BNC fake luôn này. BNC này là thịt fake luôn này, khỏi không không phải là làm sơn tem, mà là BNC này là khung khung bán mới fake luôn. Tiếp theo này, đây cũng là BNC fake này. Đúng không? Nguyên nhân thứ nhất là do có cầu thì có cung. Đấy, do các bác cuồng, nói thẳng em xin phép nói thẳng. Các bác cuồng BNC quá và cuồng check quá, cho nên là những cái người buôn người ta không có tâm ấy, thì người ta sẽ làm tem, người ta bán cho các bác và được vừa được giá. Một con xe bãi Nhật tới tầm chỉ 3 5 triệu làm tem xong nên bán được 8 9 10 triệu. Ai chả vui. Đấy, cái thứ nhất là cái thứ hai là
là thật sự thì các cái xe Nhật bãi này ở nó Nhật thì em như em nói đấy, có hai dòng, một là dòng đã thải ra bãi và đi sang Campuchia vứt sang, hai là dòng order trực tiếp từ bãi Nhật về như bọn em đang làm ấy. Nó cái thằng Nhật bãi nó chồng công lên nhau ấy, nó quá lát rồi. Tại sao nó quá lát mà kể cả nó không ấy, nó không nát thì nó cũng chồng lên nhau, thì kiểu gì sơn nó chả phải xước, phải làm lại sơn. Hầu như là tất cả những con xe Nhật bãi ấy, là làm lại sơn là khá nhiều. Đây là một anh bán xe đạp Nhật bãi là rất có khá là uy tín ở bên Campuchia đây, anh ấy xuất thẳng công lên đây. Đúng không? Do mùa dịch đây. À, cập bến này đúng không? Anh ấy bán thẳng bên Cam luôn. Bán thẳng bên Cam luôn thì các bác hình dung là xe mà Cam đi theo đường Campuchia thì nó chồng như này thì còn gì sơn nữa. Thì chắc chắn phải làm lại sơn, mà trong khi đó nhu cầu của người dùng thì nhiều mà lại thích BNC mới check, thì đằng nào làm lại sơn thì ta làm luôn tem BNC check để bán cho nó cho nó trôi. Đây như cái con này anh tỷ anh ấy đăng ngày 28 tháng 3 và cũng đã bán rồi đây các bác này. Xe đã bán nhá. Đấy. Chả biết bán bao nhiêu tiền nhưng mà anh này là người là buôn bán là có tâm đấy. Anh ấy rất uy tín và có tâm cho nên là mới nói như vậy. Còn những người mà người ta để gọi là mặc định đúng không ạ? BNG thương hiệu Ý, khung carbon nhôm nhẹo gì đây, mặc định như này ấy, thì là kệ cho khách hàng, người ta hiểu đúng không ạ? Đấy. Một cái tem trắng thì giật giật xuống vành, một cái tem xanh thì giật lên trên vành. Đấy. Thì đấy là hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là ngay căn bản thì cái xe bãi từ Campuchia về thì nó cũng xước khá nhiều, và hai là cái cuồng, do cái cuồng của người dùng của Việt Nam là thích BNG và check, bác nào cũng thích là phải có BNG. Em cũng nhận được rất nhiều tin nhắn của các bác hỏi đi mua BNG từ phía em, nhưng mà em bảo là chưa có, bởi vì hàng BNG của em thì cũng không phải là quá nhiều, thỉnh thoảng có nhưng không bao giờ, nhất quyết không bao giờ em làm tem cái kiểu này. Và có làm tem thì cùng lắm em chỉ dán đề can thôi, và em sẽ nói rõ là BNG này là dán đề can, chứ không không bao giờ em không nhập nhòm như này cả. Đấy. Thì xuất phát từ hai vấn đề đấy, và vấn đề thứ hai đó là xe Campuchia thì thường là chồng lên nhau xước, nên đằng nào cũng phải làm sơn, người ta làm sơn luôn BNT. Đấy. Thì cái vấn đề phân biệt là như thế nào đấy, các bác giờ chia sẻ như này thì thật sự là có cách phân biệt các bạn, nhưng mà em sẽ chia sẻ ở cái video sau. Nếu như cái video này được nhiều lượt like thì em sẽ làm video tiếp theo giúp các bác phân biệt, chia sẻ phân biệt, chia sẻ cách phân biệt tem các cái xe lên tem sơn, dành cho các bác chưa hiểu về xe nhiều lắm. Đấy, ở cái video sau các bác nhớ ấn like thật nhiều, và các bác có cần mua xe đạp thì ấn đăng ký, còn không thì xem chơi, xem cho vui thì ấn like, thì em sẽ có động lực em làm cái video sau chia sẻ cho các bác về cái vấn đề là BNG và check làm tem như vậy. Đúng không? Rất nhiều rồi. Các bác nói chung là bây giờ nhá, BNG thì nhiều như lợn con luôn. Tại vì có cầu thì có cung thôi. Con này BNG fake luôn này. Đây là khung sản xuất mới này. Khung sản xuất mới này, BNG làm lại tem này. Đó. Nhiều luôn, nhiều dã man luôn đấy. À, check thì dán đề can. Cái này thì dễ nhận rồi, cái này thì nên vào thấp đúng không? Vâng, và các bác nhớ ấn like video, và có cần mua xe đạp mà quan tâm xe đạp thì ấn đăng ký kênh, hoặc là các bác không quan tâm xe đạp thì ấn like để ủng hộ em làm những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bác. Em sẽ chia sẻ cái cách phân biệt xe lên tem và không lên tem ở cái chỗ nào, khác nhau ở cái chỗ nào, ở các video sau, nếu như video này được nhiều like, lượt like. Lượt like là cái lượt này này, ấn vào đây cho em, like cộng ấn đăng ký, like ấn đăng ký, thì em sẽ làm video tiếp theo chia sẻ cho các bác cách phân biệt xe sơn tem hay là xe zin. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.